Hyun Bin bất ngờ đụng độ cực gắt với tình cũ Song Hye-kyo hậu kết hôn Son Ye-jin. Dù Hyun Bin và Song Hye-kyo đã chia tay 11 năm nhưng thỉnh thoảng chân tình vẫn thường xuyên đặt tên họ cạnh nhau. Dù đã chia tay được 11 năm và ai cũng có cuộc sống mới, nhưng Hyun Bin và Song Hye-kyo vẫn thường xuyên được nhắc tên cạnh nhau. Mới đây nhất, ngay sau khi Hyun Bin kết hôn với Son Ye-jin, anh và tình cũ Song Hye-kyo lại có màn đụng độ. Sau khi thành chồng người ta, Hyun Bin sẽ xuất hiện trong tạp chí Harper Bazaar Nhật Bản số tháng 6. Nam thần màn ảnh khoe visual phong độ bảnh bao của người đàn ông đã có gia đình, làm hàng ngàn fan không khỏi suýt xoa. Tuy nhiên, Song Hye-kyo cũng sẽ xuất hiện trong số báo này. Sự trùng hợp này một lần nữa trở thành chủ đề bàn tán. Dù đây chỉ là điều ngẫu nhiên, nhưng nhiều fan không khỏi băn khoăn liệu Son Ye-jin có gan hay không. Nhắc lại chuyện tình của cặp đôi, Song Hye-kyo quen biết Hyun Bin nhờ tác phẩm truyền hình Thế giới họ đang sống 2008. Cả hai không thuộc kiểu yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Hyun Bin từng chia sẻ rằng ban đầu anh không có ấn tượng sâu đậm về Song Hye-kyo, nhưng nam diễn viên dần bị thu hút trước tính cách dễ gần của người đẹp trong quá trình hợp tác đóng phim. Đáng chú ý, trong Thế giới họ đang sống, cặp đôi màn ảnh Song Hye-kyo Hyun Bin phải thực hiện vô số cảnh hôn nhau. Cũng chính vì liên tục cùng nhau thực hiện những cảnh quay mùi mẫn, giữa Song Hye-kyo và Hyun Bin dần nảy sinh tình cảm dành cho đối phương. Sau khi Thế giới họ đang sống đóng máy, hai ngôi sao vẫn giữ liên lạc với nhau. Thời gian ngắn sau đó, họ nhận ra sự quan tâm đặc biệt dành cho đối phương và quyết định vượt quá ranh giới tình bạn. Tháng 8 năm 2009, Song Hye-kyo Hyun Bin công khai hẹn hò, trở thành một trong những cặp đôi phim giả tình thật đẹp nhất châu Á ở thời điểm đó. Trong khoảng thời gian Song Hye-kyo Hyun Bin còn hẹn hò, truyền thông và người hâm mộ không thể nào tóm được hình ảnh cặp đôi xuất hiện cùng nhau. Nhiều netizen nghi ngờ hai ngôi sao chỉ giả vờ yêu đương nhằm tuyên truyền cho tác phẩm Thế giới họ đang sống. Tại thời điểm cặp đôi công khai hẹn hò, Thế giới họ đang sống đã hoàn tất phát sóng tại Hàn với thành tích rating trung bình 6,1%, một con số cực kỳ khiêm tốn lúc bấy giờ. Nhà sản xuất khi đó đang chuẩn bị quảng bá bộ phim tại các quốc gia châu Á khác, nên việc Song Hye-kyo Hyun Bin tung tin hẹn hò được cho là một động thái giúp tuyên truyền cho tác phẩm. Trên thực tế, cặp đôi một thời đã có cơ hội sánh bước bên nhau tại một sự kiện quảng bá Thế giới họ đang sống hồi tháng 9 năm 2009. Tuy nhiên, chỉ có một mình Hyun Bin tham dự hoạt động, còn Song Hye-kyo đã vắng mặt vì lý do đột xuất. Nhiều netizen càng có lý do để khẳng định cặp đôi Thế giới họ đang sống chỉ giả vờ yêu đương, tìm cách tránh né nhau vì vốn dĩ giữa hai người không hề có tình cảm đặc biệt dành cho đối phương. Nhiều nguồn tin tiết lộ Song Hye-kyo Hyun Bin yêu nhau một cách lặng lẽ, không ồn ào phô trương. Trong thời gian mỹ nhân họ Song quay phim ở Trung Quốc, Hyun Bin cử trợ lý sang quốc gia tỷ dân thay mình chăm sóc bạn gái. Hằng ngày, nam diễn viên gọi điện cho Song Hye-kyo chỉ để nghe được giọng nói của người yêu. Tuy nhiên, công chúng vẫn chỉ thường nhìn vào những hình ảnh mà họ thấy để đánh giá, phán xét về cuộc tình giữa Song Hye-kyo Hyun Bin. Hai ngôi sao liên tục vướng tin đồn chia tay trong 2 năm hẹn hò ngắn ngủi. Thậm chí số lần cặp đôi bị đồn tan vỡ còn nhiều hơn hẳn số lần họ nhắc về nhau trong các bài phỏng vấn. Hàng loạt tin đồn Song Hye-kyo Hyun Bin chia tay xuất hiện trong năm 2010 khiến người hâm mộ của cặp đôi luôn cảm thấy bất an. Thêm vào đó, thông tin Hyun Bin chính thức lên đường nhập ngũ vào tháng 3 năm 2011 cũng khiến nhiều người lo lắng cho tương lai của cặp đôi. Được biết, không ít cặp đôi khai biết đã tan vỡ vì việc nhập ngũ của nam nghệ sĩ. Nỗi lo của người hâm mộ cuối cùng đã trở thành sự thật. Vào ngày 8 tháng 3 năm 2011, Song Hye-kyo Hyun Bin chính thức tuyên bố đường ai nấy đi chỉ đúng một ngày sau khi nam diễn viên lên đường nhập ngũ. Về sau, Song Hye-kyo kết hôn rồi ly hôn với Song Jong-ki, còn Hyun Bin hẹn hò thêm Kang So-ra trước khi chốt đơn về chung một nhà với Son Ye-jin.